Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 6 tháng 6, ứng dụng AirVisual của Tổ chức Quan trắc Chất lượng Không khí Thế giới áp dụng cách tính giá trị AQI xếp Hà Nội đứng vị trí thứ nhất thế giới về ô nhiễm không khí. Đáng chú ý hơn cả, lúc 0 giờ cùng ngày, chất lượng không khí trên ứng dụng AQR tại Hà Nội ở mức tím, tức là từ 202, mức rất xấu. Cũng tại thời điểm này thì bầu trời của thủ đô mù mịt do khói, tầm nhìn xa bị hạn chế đáng kể, thậm chí gây cảm giác ngột ngạt cho người dân khi ra đường. Tiến sĩ Quang Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Việt Nam cho biết, việc so sánh Hà Nội ô nhiễm nhất hay gì thế giới chỉ là tương đối, nhưng có thể thấy nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí là đốt rơm rạ. Ông Tùng cho biết thêm, dù Hà Nội đã có chỉ thị 15 về việc cấm đốt rơm rạ và nhiều biện pháp cấm đốt rơm rạ nhưng chưa hiệu quả. Bụi mịn PM2.5 cao ở AQI đỏ có hại cho sức khỏe. Người dân cần phải hạn chế ra ngoài vào thời điểm về đêm. Tiếp tục bản tin là các thông tin cập nhật đáng chú ý khác. Ai trong cái phân công nhiệm vụ thì phải cụ thể đến từng thành viên, đến từng tổ chức tại cả cái khu vực rừng cụ thể. Hãy làm sạch biển. Quảng Ngãi đã phát động và lan tỏa nhiều hoạt động môi trường hướng về vùng biển đảo, tử tế với gia cần, vì một Lý Sơn không rác, vì một đại dương xanh là những hoạt động tạo hiệu ứng mạnh mẽ, giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển, góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường bởi rác thải, nhất là rác thải nhựa. Phát triển kinh tế nó cô hay, mà môi trường mà không sạch sẽ thì kinh tế nó vẫn là gào báo là gì kiểu gì đó, cho nên là chị em vẫn luôn luôn lúc nào cũng giữ môi trường. Môi trường thì mình phải làm xanh, sạch, đẹp để bảo vệ cái môi trường cho nó tốt, để mình thu hút cái lượng khách về đảo càng ngày càng đông. Những hoạt động làm sạch bãi biển, những mô hình phân loại rác tại nguồn giúp cho môi trường biển của tỉnh Quảng Ngãi ngày một sạch sẽ, và chính dân địa phương là người được hưởng lợi từ thành quả này. Bãi biển không còn rác thải, những dạng san hô được hồi sinh, du khách thỏa thích hòa mình với thiên nhiên. Mình có cái môi trường xanh sạch đẹp như thế này, có cái cảnh quan nó cũng rất là đẹp, mình rất là thích. Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để làm sao cho mỗi người dân Lý Sơn đều thấy cái việc này là quan trọng và cùng chung tay với nhà nước trong việc bảo vệ cái môi trường sinh thái, trong việc trồng cây xanh cũng như là giữ gìn vệ sinh môi trường trên đảo. Đánh bắt thủy sản biển là một trong những thế mạnh của tỉnh Quảng Ngãi. Để duy trì nguồn lợi thủy sản hướng đến sự phát triển bền vững, từ năm 2007, tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập khu bảo tồn biển Lý Sơn với diện tích gần 8.000 ha. Các hoạt động khai thác thủy sản trong khu vực bảo tồn đều bị cấm, giúp cho hệ sinh thái biển phát triển, tạo môi trường sống cho các loài hải sản trú ngụ và sinh sản. Trước mắt thì giờ hải bảo tồn thì mình đi làm chỗ khô. Rồi ví dụ như mai làm cho đùm lỗi là mình có thể là qua nó nhiều hơn. Được biết, giai đoạn 2016-2020, Quảng Ngãi đã ngăn chặn thành công tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, đặc biệt là ngư trường của các quốc đảo ở Thái Bình Dương và Australia. Từ một địa phương có số lượng tàu thuyền vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép nằm trong nhóm đầu của cả nước, thì nay hầu như không còn tàu cá nào vi phạm. Làm tổ công tác tuyên truyền, phối hợp với các chính quyền địa phương, các ban ngành, lực lượng liên quan để tổ chức tuyên truyền cho bà con bằng nhiều hình thức, biện pháp để bà con nhận thức rõ cái trách nhiệm của mình và cái nội dung cần phải thực hiện để bảo đảm là khai thác thủy sản một cách bền vững và phát triển bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong cái tương lai. Giờ đối với lại cái thanh thiếu niên thì chúng ta phải làm gì? Vì ở đó thì sẽ phối hợp với các sở ngành, đặc biệt là bên sở giáo dục sẽ hỗ trợ các tài liệu thông qua lồng ghép với lại các chương trình khác, mình đưa cái tài nguyên biển đảo này để cho các cháu biết là cái giá trị của nó. Thứ hai, đối với thanh niên vẫn là vai trò cốt lõi trong cái việc tuyên truyền này, thì thanh niên cũng là những người dân mà đi biển, là những cái cột mà di động của tỉnh mình đấy, các nơi, thì để người ta nhận thức được là có tài nguyên biển thế nào để mà khai thác sử dụng cho hợp lý hơn. Khai thác tài nguyên biển đi đôi với bảo vệ môi trường biển là hướng phát triển vững chắc, giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng ven biển, hải đảo.
Chỉ khi người dân nhận thức rõ tầm quan trọng của biển thì việc bám biển, bảo vệ Tổ quốc, làm giàu từ biển mới có thể bền vững. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. vtcnow.net, hệ thống phân phối nội dung đa phương tiện hàng đầu Việt Nam, thỏa mãn tối đa nhu cầu nghe, xem, đọc, tương tác cùng vô vàn tiện ích phục vụ đời sống. Với hàng chục triệu người dùng online, vtcnow.net là phương tiện quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của quý khách hàng nhanh nhất, dễ dàng nhất, là đòn bẩy gia tăng doanh số. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Nội dung số, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 02 444 501 365.